Luyện tư duy với BB. Tại sao một số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó sẽ chia hết cho 3? Hoặc ngược lại, tổng các chữ số của một số chia hết cho 3 thì số đó cũng chia hết cho 3. Và điều này các bạn đã được tiếp nhận ở tiểu học. Đấy, chính xác là tiếp nhận, nghĩa là gì? Các thầy cô đưa ra và chúng ta cứ thế mà làm. Và dần dần nó trở thành giống như 1 cộng 1 bằng 2, nên chúng ta sử dụng nó mà chưa đi tìm hiểu nó, giải thích nó tại sao lại như vậy. Và cái điều đó đã được chứng tỏ rằng là thầy đã search trên mạng và hầu như đến hiện tại thì thầy chưa thấy có cái cách giải thích một cách đơn giản. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách giải thích đơn giản của thầy. Và tương tự với trường hợp mà chia cho 9 cũng vậy. Và để chứng minh cho điều này thì thầy đã đưa ra hai ví dụ như ở trên. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta. Nào, với cái trường hợp ở trên chúng ta có ABC bằng, bản chất của ABC đây chính là 100A cộng 10B cộng C. Và các bạn lưu ý nhé, để tiện cho các bạn dễ hình dung thì thầy lấy số có 3 chữ số thôi. Còn các bạn có thể chứng minh tương tự với những số có 4 chữ số, hàng trăm chữ số, rồi là hàng triệu, rồi là vô số các chữ số, thì cái cách chứng minh cũng y hệt như vậy. Nào, và chúng ta dễ dàng tách ra được 100A ở đây sẽ bằng 99A tiếp tục cộng với cả 9B cộng với cả đây thì đã tách ra, vậy là còn 1A cộng 1B cộng 1C. Đấy, vậy là đã nhiều bạn có thể nhìn ra rồi, rất bất ngờ phải không? Hóa ra việc giải thích nó lại dễ như vậy. Vậy là nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là 99A luôn luôn chia hết cho 3 rồi, phải không? Tương tự 9B cũng vậy, luôn chia hết cho 3. Và vì vậy mà để cho cả tổng này hay là ABC chia hết cho 3 thì A cộng B cộng C phải chia hết cho 3, thế thôi. Được chưa nhỉ? Rất là đơn giản. Và tương tự chia hết cho 9 cũng vậy. Thì rõ ràng 99A và 9B này là hai cái hạng tử này là luôn chia hết cho 9 rồi. Và để cho ABC chia hết cho 9 thì A cộng B cộng C cũng phải rồi chia hết cho 9, thế thôi. Được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, vì 99A cộng cả 9B luôn chia hết cho 3. Đấy. Nên để ABC chia hết cho 3 thì A cộng B cộng C phải chia hết cho 3. Được chưa nhỉ? Đơn giản thế nào?